Xin chào mọi người, hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người cách để kiểm tra dung lượng của bộ nhớ dùng chung. Để kiểm tra dung lượng bộ nhớ dùng chung thì chúng ta sẽ vào bộ nhớ dùng chung của Google. Mình có thể truy cập vào địa chỉ là drive.google.com. Thì khi đó mình sẽ vào cái mục là bộ nhớ dùng chung. Ở đây mình sẽ có danh sách các cái bộ nhớ dùng chung của mình. Thì mình sẽ chọn một cái bộ nhớ mà mình muốn kiểm tra dung lượng. Ví dụ như là cái số 9 này đi. Mình sẽ chọn vào nó này. Xong rồi mình sẽ chọn vào cái hình xem thông tin chi tiết, một cái icon ở góc trên phía bên tay phải. Rồi khi mà cái icon này nó hiện ra thì mình sẽ chọn vô cái tab chi tiết. Ở tab chi tiết này á, mình sẽ kéo xuống bên dưới và mình sẽ thấy được là bộ nhớ của mình là đang có dung lượng là 10T và mình đang dùng gần 800GB, hơn 800GB rồi. Thì mình sẽ biết được, ở đây nó cũng sẽ có một cái thanh để cho mình biết là mình đang dùng bao nhiêu dung lượng trên tổng cái dung lượng được cấp. Nếu như có một số trường hợp, nếu như mà ví dụ như là nó không có hiện như vậy đi, nó chỉ ghi cái bộ nhớ thôi, thì có nghĩa là cái bộ nhớ này là bộ nhớ không giới hạn. Còn nếu mà có giới hạn thì nó sẽ báo giới hạn cho mình. À, ví dụ như một cái bộ nhớ khác của em đi, thì đây là cái một cái bộ nhớ mà em giới hạn cho nó là 100T thì nó sẽ báo cho mình là 100T. Rồi, như cái bộ nhớ này là 100GB thì cái này nó sẽ vượt quá cái này, vượt quá dung lượng rồi. Đây là 11 bộ nhớ 10T đó. Thì mình sẽ kiểm tra ở đây và mình sẽ biết được là cái dung lượng bộ nhớ của mình là bao nhiêu. Ví dụ như cái cloud download này đây là nó ghi 0 bài, nó không có trên bao nhiêu hết và nó cũng không có một cái thanh ngang, không có một cái thanh ngang để nó đếm đó. Thì có nghĩa là bộ nhớ này là bộ nhớ không giới hạn, nhà cái người quản trị của mình nó chưa đặt giới hạn cho bộ nhớ của mình. Rồi, xin cảm ơn mọi người, với cái video này mình sẽ có thể kiểm tra được cái dung lượng của bộ nhớ dùng chung ngay trên cái máy tính luôn mà không cần phải dùng điện thoại như ngày trước nữa. Google nó mới update cái tính năng này khá là hay. Nhớ like và đăng ký kênh của em để mình nhận thêm những video mới hữu ích nha.